Chào cả nhà. Hôm nay mình đang có mặt ở tại nhà của anh Mến. Thì nghe tin là anh Mến mới đi Sài Gòn đợt 2 về. Thì bây giờ mình cùng anh em cũng như kênh Tuấn Dũng Nhịp Cầu Nhân Ái và kênh An Giang Lê Thanh, ba anh em mình sẽ vào trò chuyện trực tiếp với anh Mến và hỏi anh Mến cái sự việc hổm gầy đi thành phố trị bệnh như thế nào rồi. Mời các bạn theo chân mình nha. Cái bữa mà đi mấy bữa nay là bữa hổm nghe nói là bữa thứ 5 đi mà mới đây là đi sớm luôn hả anh Mến? Dạ, tại vì lên cái đưa cái hồ sơ cái clip của em vô á, và bác sĩ Tú Dung điện cho anh Thông Quỵ á, là ở điện cho anh đi lên trong vòng ngày thứ 4 lên liền ha. Dạ, luận hội chẩn như thế nào, coi có làm được hay không thì coi như rồi lên này thấy bác sĩ đồ chụp hình đồ rồi có nói gì không? Khám rồi có nói bác gì không? Bác sĩ nó chụp hình khám xong đó là có xương hàm với toàn thợ của thảo của anh vẫn còn rất tốt, đó là một biểu hiện rất là tốt rồi, tức là cái điểm mừng ha. Dạ. Rồi còn cái còn như là cái nhung là có da của mình nó thầm táo xạo gì mà rồi làm thì nó cũng rất khó, là tạo gì có hệ thần kinh số ẩu trên khuôn mặt á, nó sợ ảnh hưởng đến trong cái thần kinh khác, nên thờ nên bác sĩ phải tìm cách làm cho nó. Cảm ơn chị. Anh uống anh Mến uống cà phê hay chờ được anh Mến? Chờ được ha. Uống đi anh. Rồi nghe nói bên bác sĩ bên Hàn Quốc gì nữa rồi sao anh nói? Bên bác sĩ bên Tam Anh Hàn Quốc đó, bên Hàn Quốc Pháp á, cũng có bảo tới hồ sơ của người trọng, còn clip của người trọng cũng học nói là tước nhận mà qua được làm được. Nhưng mà anh đã đưa cái clip của anh vô còn bệnh viện anh đi Hàn Quốc trước, còn bác sĩ chưa đi lên trước rồi nên đưa qua đó trước rồi. Nhưng mà khi mà bác sĩ nói là ta làm được đúng không? Em có thử anh Phan Nam Hàn Quốc thì nói ta này làm trước nhưng mà cũng chưa chắc, người đừng có nói trước cho em nghe. Và cũng đừng có đùa hầu vậy đó. Đó là nhiều khi tháo như vậy mà lên nó rất là khó, cũng chưa biết sao nữa. Nhưng mà em thì được bác sĩ anh Tú Dung, anh khoa thẩm mỹ Hàn Viện ở Hàn Quốc á, là tiếp nhận rồi khám sức khỏe tình hình của em rồi. Khi mà bác sĩ tiếp nhận anh để vô mà để chụp hình xét nghiệm lúc đó trong lòng anh như thế nào anh Mến? Lúc đó anh hồi hộp lắm, anh sợ nhiều khi nó chậm có tạo bệnh của anh nó rất là lâu rồi, mấy năm rồi, anh sợ chậm bác sĩ nó một câu là không làm được, rồi anh lúc đó tóc anh tuyệt vọng chết luôn. Nhưng mà cũng là bác sĩ nó cũng có thể khả năng là được. Vậy là cũng có thể cũng có tư vấn, bác sĩ cũng nói là cũng có thể ha. Cũng là hẹn với anh 2 tuần sau nữa để cho kết quả ha. Mấy tuần hay là 2 tuần sau? 2 tuần. 2 tuần nữa hả? Vậy là 2 tuần nữa là anh lên hả? Anh lên trở lại giỏn hay sao? Không có 2 tuần nữa rồi bác sĩ nó điện cho anh không gửi nó điện cho anh là ước nó nào rồi lên hay làm sao không biết. Rồi có nghe cái kinh phí mà cái ca làm nó cỡ nhiêu không? Có bác sĩ có báo cho không? Cũng có nói nhưng mà nếu mà được thẩm nữ ở Việt Nam đó là nó dễ, được thẩm nữ ở Việt Nam đó là khoảng 100 triệu. Nó sẽ nói là điều thứ đó sự là ủng hộ tụi em. Bác sĩ Tú Dung hả? Đúng rồi. Bác sĩ Tú Dung sẽ ủng hộ lo số tiền đó luôn ha. Ủng hộ lo tụi em. Bác sĩ nói cho nó còn nếu mà khó quá, đồ bị xấu quá là đi qua, họ chỉ qua Hàn Quốc. Có thể là xấu thì đi qua Hàn Quốc làm luôn. Dạ, là tiêu hứa từ 500 triệu. Chắc phải từ cao hơn chi phí. Anh nói 500 triệu. Hàn Quốc là 500 triệu đó là cái kinh phí đó là mình tự lo hay là bác sĩ họ tài trợ anh? Bác sĩ nó sẽ nói cũng hỗ trợ tới một hàng cho anh là dặn anh là khỏi cần nghĩ tới cái chuyện kinh phí. Ở bên đây bác sĩ sẽ hỗ trợ cho rồi cũng nói với các đồng nghiệp bác sĩ đó là hỗ trợ giúp anh. Tức là bác sĩ có những bạn bè rồi khi mạnh thường quân ủng hộ tiếp anh ha. Thì bác sĩ thì mạnh thường quân mạnh rồi. Và kêu anh là đừng có mỡ ngợ về cái thứ ăn uống có sức khỏe là đủ rồi, 2 tuần đó bác sĩ sẽ cho kết quả. thì dặn thôi chứ không là lúc nào cũng nôn nao rồi hồi hộp đó anh. Dạ. Đó con ao toàn người như thế nào? Không phải riêng anh hồi hộp mà cộng đồng mạng cũng rất hồi hộp, cũng đang lo lắng, đang bình luận đủ thứ hết trơn. Thấy ảnh thì giờ là cộng đồng mạng đang quan tâm anh rất nhiều đó. Cảm thấy sao? Thấy cùng anh Khơ thì dẻo mệt lắm anh. Cái kỳ đi lần hai này là đi xe đầu hay là đi xe lớn ha? Đi xe lớn hả? Vậy này đi với ai anh Mến? Đi ông chú ở sớm. Ông chú sớm dẫn đi ha? Chứ mẹ anh thì đâu đi được, mẹ bệnh rồi đâu đi được. Đúng rồi, cũng lớn tuổi rồi. Cũng lớn tuổi đi hơi yếu rồi. Cũng như cái clip đầu tiên mà em đăng lên đó, em để cái tiêu đề không? Bác sĩ ơi cứu em. Còn nhớ cái câu đó luôn, có thể bác sĩ có lẽ là xem được cái đoạn đó quá. Yeah. Để là bác sĩ ơi cứu con hay cứu em gì đó. Còn nhớ cái đoạn đầu tiên đăng anh Mến lên là nói câu đó. Những cái căn bệnh này thì chỉ có bác sĩ mà lúc đó tôi ghép cái người bác sĩ nước ngoài chứ. Cái hình người bác sĩ nước ngoài đứng kế anh Mến luôn. Bác sĩ ơi cứu em. Thật sự cái đó cũng trở thành sự thật, cũng mừng. Dạ. Nói chung trong thời gian nó hồi hộp là đảo lắm. Dạ. Nói chung tụi em cũng hồi hộp đang sắp xếp, bởi vì sắp xếp để qua cái làm sao tình hình nổi. Nhiều khi nói chuyện điện thoại nghe không có rõ đó. Dạ đúng rồi, có nên phải trực tiếp nó rất là khó nghe luôn. Sẵn gửi lên cộng đồng mạng cho cộng đồng mạng giống như theo dõi cập nhật cái thông tin của anh hàng ngày vậy đó. Như thế nào, tiến triển như sao, bác sĩ nói như sao vậy đó, đặng cho cộng đồng mạng biết. Thôi ví dụ sau này mà cái anh mà được điều trị lại bình thường thì có vợ lại được, không có gì cũng chấp nhận. Cũng Tuấn Dũng cũng hy vọng là chuyến này các bác sĩ của Hàn Quốc giúp cho anh tái tạo lại cái khuôn mặt để cho anh lấy lại cái phong độ, ví dụ như ngày xưa 10 đi nhưng mà lấy lại phong độ có 7 hay là 8 này kia cũng được. Thì bác sĩ Tú Dung cũng có nói với anh rằng là nếu mà anh không làm được cho nên hoàn toàn mình thuộc được cao như lúc xưa, nhưng có thể là làm cho anh gọn gàng là được. Cái đó cũng hy vọng của anh hy vọng là có đó. Dù rằng mình không có được cao như ngày xưa nhưng mà nó gọn gàng, ăn uống ra đường cốc đường dễ nhìn là được rồi, anh cũng bằng gì hết. Chắc mong ước của anh cũng vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Tại vì mình có gương mặt gọn chút xíu đi làm rất là dễ. Không phải riêng thịt sâu vắt lúa không, có thể mình đi làm công ty hoặc mình làm mướn rất là tiện. Mình kiếm thêm thu nhập để mình sống lo cho tương lai sau này nữa. Dạ đúng rồi, tại vì ở quê làm thì không có tiền, cứ lâu mới làm chứ bây giờ thì cộng đồng mạng chỉ giúp một thời gian nào thôi, chứ không hay giúp hoài cái gì đó. Có lúc con này nó đang anh đang cần sự giúp đỡ thì người ta giúp lúc này, sau này anh bình thường lại thì lúc đó mình có cái khả năng để đi làm rồi đó. Dạ, thì họ sẽ không giúp nữa. Anh chỉ muốn út mượn là được bình thường rồi thôi. Còn có chuyện cuộc sống hàng ngày của anh có thể lo được anh được. Mần mướn của ảnh là không phải là làm lúc nào cũng làm dù dịch sau biết đâu phải ngày nào cũng dịch đâu. Đúng rồi, dịch cái công lúa đó cả tuần lễ nửa tháng nữa mới dịch nữa. Với cái gương mặt của anh Mến á, bây giờ như cái gương mặt của anh Mến bây giờ mà nếu mà đi làm công ty gì ta cũng đâu có nhận. Đúng rồi, ví dụ như làm cái gì đó công việc gì đó người ta cũng nhận, dạng như cũng làm gần ở xóm chứ làm còn mà làm công việc tập thể là tập thể người ta không nhận, không có tiếp nhận được, ít có ai mà chấp nhận lắm. Ví dụ như ở quê này mà anh có được một cái chiếc xe mà xe ông đa kéo mà anh chở đồ thuê rồi đó anh Mến, em nghĩ là chắc mình sống cũng được ha. Không, cái, anh thấy giống như xe ba gác vậy đó. Xe mà chở ba vật liệu á, chở ba vật liệu hoặc chở đồ thuê. Đây còn ba gác nhỏ. Còn cái đó thì chắc ở quê. Nhưng mà ở quê thì gần chứ còn mà thí dụ vô công ty hoặc là làm mấy cái công việc mà tập thể đông đó là cái chủ người ta ít có chấp nhận lắm. Không, hình như là không luôn. Nói chung là người của tôi xa, tôi làm gắt lúa tôi đảo xa đó mà nó bật mà nó còn hơi sợ. Gắt lúa thì anh chẳng có sức khỏe gắt lúa. Đúng rồi, anh đúng rồi. Thấy tướng tá thì thấy cơ này kia thấy cũng chắc lắm á. Anh Mến năm nay có mới 35 mà phải không anh Mến? Ừ. Anh Mến còn trẻ còn sức lắm mà, tại vì cái gương mặt nó của anh Mến như vậy rồi thành ra rồi cái người ta không có mướn, nó khổ gì đó. Nói chung người đầu mặt là rất là xạo, lẹ lẫm xạo. Đúng rồi, ở gần gần nó vô như sớm gần gần quanh năm đồ á thì ta còn thấy nó bình thường, nhưng mà ở xa xa là gặp một lần đầu tiên là sợ lắm. Như thí dụ như anh Tuấn Dũng hồi nãy giờ hồi nãy lúc lần đầu tiên lại gặp mà anh thấy sao? Thấy hơi ngỡ ngàng đó, thấy anh chị thấy mấy bữa nay anh chỉ thấy trong clip thôi phải không? Bây giờ anh ra ngoài nhìn. Tại vì anh còn thấy trong clip anh theo ngỡ ngàng, chứ anh không thấy trong clip gặp anh rất là sợ luôn. Nếu mà không thấy trong clip luôn á. Anh Hào lúc đầu cũng vậy luôn, anh cũng có nói tâm sự thẳng với anh luôn là lúc đầu anh rất là sợ anh luôn, nhưng mà trò chuyện với anh một chút anh nói anh thấy thoải mái mà thông cảm thương anh nhiều. Mà bữa hổm em với ông Thanh cũng vậy, chạy lại bất ngờ gặp anh luôn đó, trời hết hồn. Đúng rồi, mình không gặp lần đầu tiên là có thể là té xe luôn á, chạy xe là té xe luôn á. Dưới càm của anh Mến với cái đồng cổ á, nó cũng dùng luôn da, nhưng mà nó dùng cũng lúc đó nó dùng thấy nó cũng đều quá chứ anh Mến dùng, nhưng mà thấy nó cũng đều lắm nha, chứ không có bị xéo vẽ nha, nó cũng đều hai bên, nó thấy nó kéo luôn, cái lỗ mũi anh xẹp xuống luôn nè ha, kéo da nặng góc luôn, không có hết quanh luôn, kéo tay nặng. Nhưng mà anh nói là góc ngừng là trong xương hàm, trong đầu anh là không có khô rồi, góc ngừng rồi. Cái đó cũng là một bác sĩ ha, bác sĩ nói là ở trong cái xương hàm, ở trong cái dưới càm đồ là không có khối u gì hết. Đúng rồi. Anh nói là rất tốt rồi, bước đầu coi như là không có mà cái chướng ngại vật nào hết, để khi mà mấy bác sĩ đó, sau này mấy bác sĩ tiến hành làm ha, thì cũng mừng. Hẹn tất cả các chú anh chị và các bạn vào clip sau là 2 tuần sau nữa là sẽ có kết quả của anh Mến đi Sài Gòn về nha các bạn. Lúc đó mình sẽ làm clip cho tất cả mọi người xem. Rồi xin chào tất cả mọi người.